KuCoin, Messi và 14 sàn giao dịch khác bị cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc chặn. Stablecoin HUSD bị mất bếp khi FTX từ chối là tài sản thế chấp. Theo chuyên gia, giá Shiba có thể tiếp tục tăng. Token Manchester United giảm tăng vọt 3.000% sau khi Elon Musk nói đùa về việc mua đội bóng. Thi thờ hợp tác cùng công ty kiểm toán lớn thứ năm thế giới để làm báo cáo bảo chứng cho USDT. Giải mã sức nóng của fan token Chili's. One thuê luật sư chuẩn bị cho cuộc điều tra Terra. Chúc xin chào mừng quý vị đến với chương trình Metagase News, nơi cung cấp những thông tin thời sự nóng hổi xu hướng thị trường trong lĩnh vực blockchain hàng ngày. Và ngay sau đây xin mời quý vị đến với bản tin của ngày hôm nay. Đơn vị tình báo tài chính Hàn Quốc đang trấn áp 16 sàn giao dịch tiền mã hóa với cáo buộc hoạt động bất hợp pháp chưa qua đăng ký theo đó fsc đã tố các nền tảng này với cơ quan điều tra quốc gia và yêu cầu chẳng quyền truy cập trong nước vào các trang web của họ các sàn giao dịch được réo tên bao gồm KuCoin, maxis Banmax, max st com bitrusb com bitgoogle coiw coix aax chumx polynex btcx btcc guidofenex và boningx FTX cho rằng các nền tảng trên đã nhắm mục tiêu đến khách hàng là Hàn Quốc thông qua trang web bằng tiếng Hàn và các chương trình khuyến mãi kích cầu tiêu dùng. Và tất cả các hoạt động này đều thuộc đạo luật báo cáo giao dịch tài chính, hình phạt cho việc điều hành các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp đối với các tổ chức chưa đăng ký ở Hàn Quốc có thể lên đến 5 năm tù hoặc lãnh khoản phạt tối đa 50 triệu won Hàn Quốc, tương đương 38.000 USD. và stablecoin gốc của sàn giao dịch Hobby Global (HUSD) bị mất bếp so với USD. Giá HUSD đã giảm còn 0,89 USD khi sàn giao dịch FTX từ chối làm tài sản thế chấp. Nguyên nhân có thể đến từ một thông báo từ sàn giao dịch FTX vào 16 ngày trước. Theo báo cáo, sàn giao dịch này sẽ loại bỏ HUSD khỏi danh sách các stablecoin tham chiếu giá USD. Đồng thời, FTX sẽ không còn nhận HUSD làm tài sản thế chấp có lẽ khi khách hàng không thể sử dụng stablecoin này để stack nên đã tạo một đợt xả mất bếp sau sự cố trên hobby đã thông báo trên twitter rằng họ sẽ phối hợp với công ty phát hành susd để tìm ra giải pháp và khôi phục sự ổn định của nó trong thời gian sớm nhất David là người sáng lập Custom Media và là cựu ứng cử viên Quốc hội Hoa Kỳ, ông nói. Mọi người nên chú ý đến Shiba Inu ngay bây giờ, có vẻ như nó đã nạp đủ năng lượng cho một hành trình mới. Được biết, Shiba Inu gần đây đã thu hút sự chú ý của cá voi và các nhà đầu tư cá nhân cũng như các nhà phân tích. Các giao dịch của Shiba Inu trên 100.000 USD đã tăng đáng kể trong 4 tháng qua. Manchester United Fan Token là một coin đã chết và không liên quan đến những quyền thương mại thể thao, nhưng một tweet của Elon Musk đã đủ để hồi sinh nó vào ngày 17 tháng 8. Giám đốc điều hành Tesla đã tweet rằng ông sẽ mua câu lạc bộ bóng đá Manchester United, States, điều mà sau đó ông thừa nhận là một trò đùa. Tuy nhiên, thông điệp của Musk đã gửi các tài sản tài chính liên quan đến Manchester United States tăng vọt, bao gồm cổ phiếu của họ tăng 1,97% trong giao dịch trước thị trường và Tesla, đối tác đào tạo và blockchain chính thức của câu lạc bộ, có giá trị thị trường tăng 138,85 triệu USD ngay cả token tiền điện tử chính thức của Manchester City, City đã tăng cao hơn gần 14% để đạt 7 USD sau dòng tuyết của Musk. Mặc dù Manchester City là một câu lạc bộ bóng đá khác, mặt khác, MUFC đã tăng 3.000% một giờ sau dòng tuyết của Musk về việc mua lại Manchester United theo dữ liệu được lấy bởi coinbarica com Vào chiều ngày 18 tháng 8, nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới Tether đã đưa ra thông báo rằng họ đã hợp tác với BDO Italia, chi nhánh Ý của công ty kiểm toán lớn thứ năm thế giới, BDO Audit Service Company Limited, để hỗ trợ Tether phát hành các báo cáo tài chính bảo chứng cho nguồn dự trữ stablecoin USDT. Tether trước đây đã làm việc với hai công ty kiểm toán top 12 thế giới, có trụ sở tại quận đảo Cayman thuộc vùng Caribe là Mori Cayman và MHA Cayman. Twitter tiết lộ mối quan hệ đối tác với BDO Italia có nghĩa là công ty sẽ không còn hoạt động với Mori Kamen và MHA Kamen. Đây quả là một tin tức khá bất ngờ vì cả hai công ty kiểm toán của quần đảo Kamen từng được xem như người nhà của Twitter. Tuy nhiên, cũng chính mối quan hệ thân mật và chất lượng kiểm toán có phần không nổi trội so với mặt bằng chung, thì thờ phải liên tục vướng vào vòng xoáy chỉ trích của dư luận về vấn đề bảo chứng mờ ám và không trung thực. Twitter cho biết công ty đã bắt đầu làm việc với BDO Italia vào tháng 7 năm 2022 để xác nhận báo cáo hàng quý, đồng thời chia sẻ thêm họ cũng có kế hoạch tiến tới việc thực hiện bảo chứng hàng tháng. Làn sóng fan token gần đây bắt đầu trở lại mạnh mẽ, dẫn đầu là Chiris với mức tăng là 53% trong tuần qua. Vào ngày 16 tháng 8, Chile tăng từ 0,17 USD lên 0,21 USD, nâng giá trị thị trường lên 1,24 tỷ USD. Token này đã tăng liên tục kể từ cuối tháng 7 và gần như là gấp đôi so với thời điểm đó. Nguyên nhân của xu hướng tăng mạnh mẽ này có thể là do đội ngũ phát hành Chile vào ngày 15 tháng 8 đã nhá hàng về bản cập nhật testnet sắp tới. Trên kênh Twitter chính thức, Chilis đăng tải một bài viết đề cập đến bản cập nhật giai đoạn thứ năm của Testnet Scoville của Chilis Chain 2.0, Blockchain Layer 1 đầu tiên dành cho người hâm mộ thể thao. CC2 cho phép các thương hiệu thể thao và giải trí min NFT và fan token xây dựng sản phẩm DeFi và Gameplay to Earn. CC2 được vận hành bởi token Chilis, đánh dấu bước tiến lớn trong tiện ích của Chilis. Do đó, ngay khi có thông tin, CC2 tiến hành giai đoạn mới, Chilis nhanh chóng tăng giá mạnh với fan token chủ sở hữu có quyền bỏ phiếu, xem trận đấu và nhận phần thưởng liên quan đến đội bóng yêu thích của họ. Theo bản tin truyền thông địa phương, Won gần đây đã nộp một lá thư bổ nhiệm cho một luật sư tại văn phòng công tố quận Nam Seoul, cơ quan hiện đang điều tra vụ Terra Luna. Trước đó, Won đã tuyên bố không có bất kỳ cáo buộc nào được chính quyền Hàn Quốc đưa ra để trừng phạt anh. Ngoài ra, các công tố viên ở Hàn Quốc đứng sau cuộc điều tra của Terraform Clubs cho biết đã thực hiện một cuộc khám xét và tịch thu 15 công ty vào tuần thứ ba của tháng 7. Trong đó bao gồm 7 sàn giao dịch tiền điện tử liên quan đến sự sụp đổ của Terra hiện đã không còn hoạt động. Trong bối cảnh đó, các công tố viên đã thông báo cho Won và những nhà phát triển chủ chốt của Terra không được xuất cảnh. Hiện những người này đang lưu trú tại Singapore. Và kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Metagase News ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Metagase News vào lúc 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên hệ thống Facebook, YouTube, TikTok Metagase. Chúc Quỳnh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.